không để ai bị bỏ lại phía sau. Bất kỳ đâu có những người yếu thế cần được giúp đỡ, thì ở đó có mặt những người làm công tác xã hội. Bằng cái tâm trong sáng, tinh thần đồng cảm và sẻ chia với cộng đồng, mỗi ngày, những người làm công tác xã hội đã và đang giúp đỡ, hỗ trợ, chăm sóc những người không may mắn, có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn và giúp họ hòa nhập, có cuộc sống tốt đẹp hơn. Khó có thể đong đếm được những vất vả của người làm nghề công tác xã hội. Với đối tượng hỗ trợ nào cũng cần sự kiên trì và nhẫn nại, tấm lòng thương yêu bao la. Khó khăn là thế, nhưng họ luôn tự hào về nghề của mình, cống hiến hết mình bằng cả cái tâm. Bởi công tác xã hội là nghề của sự dấn thân, của lòng nhân ái. Nhằm tôn vinh, lan tỏa hình ảnh về ngành công tác xã hội, mang đến những góc nhìn sâu sắc khác nhau về những tấm gương đang làm công tác xã hội cho đối tượng yếu thế trên cả nước và người Việt Nam ở nước ngoài. Tạo sân chơi giao lưu để tất cả mọi người thể hiện niềm yêu thích với hoạt động công tác xã hội, thể hiện sự quan tâm, tôn trọng với những tấm gương, tổ chức đang làm công tác xã hội. Báo Thanh Niên phối hợp cùng Trung tâm Công tác Xã hội Thanh Thiếu Niên đã tổ chức cuộc thi viết và ảnh với chủ đề Công tác xã hội trong trái tim tôi với các thể loại, bài viết, ghi chép, phóng sự, ảnh. Cuộc thi chính thức bắt đầu từ ngày 12 tháng 4 năm 2024. Cuộc thi đã nhận được sự quan tâm của nhiều tác giả với các tác phẩm dự thi tâm huyết, có chất lượng. Tuy nhiên, để tạo điều kiện và mong muốn có thêm nhiều tác giả tham gia, ban tổ chức quyết định gia hạn thời gian nhận bài dự thi thêm 1 tháng, đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2024. Đối tượng dự thi là công dân Việt Nam từ 18 tuổi trở lên, là những người yêu thích hoạt động công tác xã hội trên toàn quốc. Các sinh viên, học viên tại các đại học, trường đại học trên toàn quốc, đặc biệt là sinh viên đang theo học ngành công tác xã hội. Những người đã và đang trực tiếp làm nghề công tác xã hội tại các tổ chức chính trị xã hội và đoàn thể, các tổ chức phi chính phủ trong nước. Số lượng tác phẩm không hạn chế. Nội dung bài dự thi là các bài viết, hình ảnh mang tính biểu tượng, tuyên truyền về ngành công tác xã hội tại Việt Nam, những tấm gương đang công tác tại các cơ sở bảo trợ xã hội, trung tâm công tác xã hội và các nhân viên công tác xã hội tại cộng đồng có hoạt động việc làm thiết thực, mô hình hiệu quả trong trợ giúp, cung cấp các dịch vụ công tác xã hội cho đối tượng yếu thế trên cả nước và người Việt Nam ở nước ngoài nếu có. Ngoài ra, cuộc thi khuyến khích các bài viết, hình ảnh thể hiện góc nhìn đa chiều của tác giả về ngành công tác xã hội hoặc các khoảnh khắc đẹp liên quan đến quá trình làm công tác xã hội. Quy cách về tác phẩm dự thi. Tác phẩm thi viết. Tác phẩm dự thi được viết bằng tiếng Việt không quá 1.000 chữ, khuyến khích đính kèm ảnh minh họa của chính tác giả hoặc ảnh có bản quyền do tác giả cung cấp. Tác phẩm được đánh máy trên khổ A4 và gửi file mềm, định dạng Microsoft Word. Tấm gương được nêu trong bài dự thi phải là người thật, việc thật, có địa chỉ rõ ràng, có sức lan tỏa, có ảnh hưởng tích cực tới cộng đồng, xã hội, được cơ quan, đơn vị, chính quyền ghi nhận. Tác phẩm thi ảnh online. Ảnh dự thi là ảnh màu hoặc trắng đen, được chụp bằng máy ảnh, điện thoại di động hoặc các thiết bị kỹ thuật số khác. Ảnh được quyền chỉnh sửa cơ bản về ánh sáng và màu sắc nhưng không được cắt ghép làm sai sự thật. Ảnh được chụp trong khoảng thời gian từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 đến ngày 31 tháng 8 năm 2024 và phải ghi rõ bối cảnh, thời gian, tiêu đề. Ảnh chụp được gửi dưới dạng file định dạng JPEG, dung lượng từ 5MB đến 12MB, độ phân giải 300dpi. Trên ảnh không được bo viền, đóng khung, gắn logo, chữ ký. Mỗi bức ảnh gửi dự thi phải kèm theo một tiêu đề giới thiệu cho nội dung bức ảnh. Lưu ý, tác phẩm dự thi phải là sáng tác của chính tác giả, không được sao chép trên mạng hay sao chép từ người khác. Tác phẩm chưa được sử dụng, chưa được công bố trên bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng hoặc ấn phẩm. Các tác phẩm dự thi không được in vào tập sách riêng của tác giả và các tuyển tập chung cho đến khi kết thúc cuộc thi. Và tác giả cam kết chịu trách nhiệm về mặt pháp lý đối với tác phẩm của mình, đảm bảo không có tranh chấp bản quyền. Những tác phẩm xuất sắc nhất sẽ được chấm qua hai vòng thi sơ khảo và chung khảo. Bên cạnh việc gia hạn thời gian dự thi, ban tổ chức cũng quyết định tăng tiền thưởng và bổ sung các giải thưởng mới để thu hút thêm nhiều tác giả tham gia. Cụ thể, tác phẩm thi viết một giải nhất trị giá 20 triệu đồng, trước đó 15 triệu đồng. Hai giải nhì, mỗi giải 12 triệu đồng, trước đó 8 triệu đồng một giải. Ba giải ba, mỗi giải 7 triệu đồng, trước đó 6 triệu đồng một giải. Năm giải khuyến khích, mỗi giải 3 triệu đồng. Một giải bài viết được bạn đọc yêu thích, gồm lượt xem và lượt thích trên nền tảng thanhniên.vn trị giá 5 triệu đồng. Một bài viết xuất sắc dành cho nội dung công tác xã hội của sinh viên đoàn hội các trường đại học, học viện cao đẳng trị giá 10 triệu đồng. Tác phẩm thi ảnh online, một giải nhất trị giá 20 triệu đồng, trước đó 15 triệu đồng. Một giải nhì 12 triệu đồng, trước đó 8 triệu đồng. Một giải ba 7 triệu đồng, trước đó 6 triệu đồng. Ba giải khuyến khích, mỗi giải trị giá 3 triệu đồng. Một giải ảnh dự thi được bạn đọc yêu thích,
gồm lượt xem và lượt thích trên nền tảng thanhniên.vn trị giá 5 triệu đồng. Một bài ảnh phóng sự 5 đến 10 ảnh có chú thích hoặc tạo thành album có chủ đề chung cho tác phẩm ảnh. Công tác xã hội của sinh viên đoàn hội các trường đại học, học viện cao đẳng trị giá 10 triệu đồng. Khán giả có thể gửi bài dự thi qua email của chương trình công tác xã hội a@thanhniên.vn hoặc gửi qua đường bưu điện về tòa soạn báo Thanh Niên 268-270 Nguyễn Đình Chiểu, phường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Ghi rõ bài tham dự cuộc thi viết và ảnh công tác xã hội trong trái tim tôi. Những bài viết, những bức ảnh của quý khán giả gửi về cho cuộc thi công tác xã hội trong trái tim tôi chính là món quà tinh thần đầy ý nghĩa, góp phần tri ân, lan tỏa những giá trị tốt đẹp của ngành công tác xã hội, đồng thời góp phần cổ vũ những tấm gương thầm lặng đang mỗi ngày phụng sự, gieo thêm những hạt giống yêu thương tới cộng đồng.